Hey, xin chào các bạn. Trong cái mùa đại dịch đang hoành hành và hàng không trong nước, thế giới bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đối với công việc là một vlogger toàn thời gian về hàng không và du lịch như Travip á, thì mặc dù công việc cũng bị ảnh hưởng nhiều, nhưng đây cũng là lúc để mình chung sức hỗ trợ đối với những người bạn trong ngành hàng không. Và một ngày bận rộn với lịch quay ở sân bay Nội Bài thì Travip bất ngờ nhận được lời rủ rê của những người bạn bên Jetstar Pacific để hỗ trợ thực hiện một clip nhảy điệu rửa tay gen COVID rất là hot trong thời gian qua để tuyên truyền về ý thức phòng chống bệnh dịch. Và ban đầu là Travip tính không có nhận lời vì mình đang trong tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ kéo dài và sợ là bay về Sài Gòn rồi thì sáng hôm sau quay luôn thì không có đủ sức. Nhưng mà xong rồi Travip chợt nghĩ đến những người bạn ở Jetstar Pacific cũng như những bạn tiếp viên của hãng đang trong tình thế khó khăn trăm bề nhưng mà vẫn vui vẻ tham gia một clip nhảy vui nhộn đem lại năng lượng tích cực cho mọi người trong mùa dịch này, nên Travip cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng từ chính các bạn ấy. Và rồi một tin nhắn hẹn sáng mai gặp nha, chốt lại việc quay clip sáng hôm sau. Và đây là một clip không đồng, có nghĩa là tất cả mọi người thực hiện nó, từ biên đạo múa đến các bạn tiếp viên nhảy, các bạn thực hiện quay phim, dựng phim đều làm tự nguyện. Quan trọng là tất cả đều vui. Và cảnh đầu tiên của clip thì được quay trên nóc của nhà để xe ở ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất sau khi hoàn tất các thủ tục xin phép. Và cảnh ở đây thì rất là thoáng đãng và có cảnh phía sau là cái tháp không lưu của sân bay. Travip còn nhớ hôm đó trời rất là nóng luôn và cứ quay xong cảnh nào là mọi người lại chạy ào vào bên trong bóng mát để tránh nắng nóng. Và thiết bị quay thì cũng rất là đơn giản, không có máy móc gì cầu kỳ cả. Travip thì dùng máy quay hành động Osmo Action, cái loại mà mình hay dùng để đi quay vlog á. Và ngoài ra thì có dùng thêm iPhone. Và đây đúng nghĩa là một tiết mục đơn giản, cây nhà lá vườn. Mà thực ra ban đầu Travis chỉ tính đem theo máy lên để cho các bạn mượn quay thôi, rồi có gì thì mình hỗ trợ thêm. Rồi không biết sao mà ngứa nghề cầm máy vô quay luôn. Và cũng phải 11 năm rồi cho các bạn, 11 năm kể từ khi Travis quay MV cho ca sĩ Quang Vinh ở Bangkok năm 2009. Và bây giờ mới có cảm giác cầm máy để quay lại một cái MV. Và quay clip kiểu nhảy nhót này thì Travis tới thật là cũng chưa có bao giờ cả. Chỉ quan sát các bạn hay quay clip nhảy ở trên mạng á, rồi học lõm theo. Quay vậy thôi chứ thực tình là không biết lên hình có ổn không nữa. Và ở cảnh thứ hai thì cả nhóm chuyển qua quay khoang máy bay mô phỏng của Jetstar Pacific, nơi các bạn tiếp viên được huấn luyện để trở thành những tiếp viên thực thụ bay trên máy bay. Và ở cái khoang giả lập này thì nhỏ thôi nhưng cũng đủ để mọi người thực hiện các cái động tác nhảy. Mà không hiểu sao mặc dù hôm trước rất là mệt và sáng hôm sau lại cảm thấy rất là khỏe các bạn ạ, chẳng có mệt gì cả. Có lẽ như là đang được tiếp đến năng lượng tích cực từ những bạn tiếp viên đang nhảy vậy. Tất cả mọi người đều rất là vui luôn.
Đồng hồ đẹp á, đèn xa xa không nhanh nhỉ. Đèn lùi lại. Và quay xong á thì mọi người có quay thêm một số cảnh phụ để ra làm tư liệu về sau, và trợ lý của Travis là bạn Hà đi theo thì cũng được lôi vào làm diễn viên luôn. Em có vô luôn không? Mặc gì tươi khách. Đúng chưa? Rồi, 1 2 3. 2 3 Haxi. Chạy. Đưa. Rồi, Haxi lần vô đấy. Rồi. Tao Haxi đi. Rồi em đi lên. Cắt mất tiêu rồi. Vậy đó, Travis thì có rất là nhiều kỷ niệm với các bạn Jetstar Pacific. Ở đây cũng là hãng hàng không mà có thể nói là vui nhộn nhất và bám trend nhất luôn. Lễ hội nào cũng có mặt các bạn, lễ hội nào các bạn cũng có những chương trình tưng bừng ở trên máy bay cả. Và hy vọng là cái đợt dịch này sẽ sớm qua mau để mọi chuyến bay trở lại bình thường, hàng không trở lại bình thường, và ngay cả cuộc sống của chúng ta cũng trở lại bình thường với cái nhịp độ vốn có. Và để xem MV này, các bạn có thể xem trên end screen trên màn hình hoặc link bên dưới pin comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.